Xin chào quý khán thính giả đang nghe truyện trên kênh nghe đọc truyện tiên hiệp kiếm hiệp của Trần Dân trên YouTube. Hôm nay Hoàng Vinh xin gửi đến các bạn tập 26 bộ truyện trọng luyện cửu thiên tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ nguồn truyện tiên dực com người dịch alo 1231. Xin cảm ơn bạn David Thái đã đồ nay ủng hộ kênh qua Paypal với lời nhắn. Cảm ơn chị Dân và chú Hoàng Vinh đã đọc bộ truyện võ luyện điền phong và trọng luyện cửu thiên chúc sức khỏe hai người. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Và bây giờ mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung tập 26. Chương 190 Tu Hú Chiếm Tổ Bây giờ Phương Quý đang nằm trên một chiếc giường bạch ngọc ở trong đạo điện. Đứng bên cạnh hắn là tông chủ Thái Bạch Tông, tài áo bồng bền. Còn có bạch thạch trưởng lão Đức Cao Dòng Trọng. Liễu chân nhân trưởng lão cũng đến nằm ngoài. Liễu chân trưởng lão từ trước đến nay nắm toàn bộ đại sự trong tiên môn. Ba đại trưởng lão của tiên môn thình lình có tới hai vị. Liễu chân trưởng lão do xét nhục thân của phương quý một lần nữa lại không có thu hoạch được gì, chỉ có thể giận dữ suy đoán. Tông chủ Thái Bà Tông chậm rãi lắc đầu nói Quái thai tống gia kia, ma chủng xác thật đã đâm sâu vào. Trong tương lai nếu trưởng thành, hắn sẽ là một nhân vật khó giải quyết. Nhưng mà hắn còn chưa có thành tựu. Lúc ấy đấu pháp cùng vị đệ tử cửu ca bị một kiếm của đệ tử cửu ca áp chế từ đầu đến cuối không có cơ hội thi triển chiêu thức ác độc huống hồ nếu thật sự là ám thương do quái thai tống gia để lại vậy thì tuyệt đối sẽ không có đạo lý giấu giếm được con mắt của ta bạch thạch trưởng lão chậm rãi nói còn các đệ tử tiên môn khác tông chủ thái bà tông nói cũng đều không có mực bản sự này tông chủ của bốn đại tiên môn cũng không có ngữ khí của hắn rất xác định nhưng mà cũng bởi vì vậy lại lộ ra vẻ càng thêm khó giải quyết. Bầu không khí trong đạo điện trở nên trầm mặc. Một lúc sau liễu chân nhân mới nói Ta đã dò xét cẩn thận, chưa bao giờ thấy qua bực quái sự này. Ở trong cơ thể của hắn thế mà sinh ra hai cổ khí tức tuyệt đối khác nhau, quấn quýt lấy nhau giống như là một đạo thần hồn phân thành hai đạo, vốn là thủy quả bất dung mà, có thế lực ngang nhau, nhưng mà kỳ quái là hắn chỉ là đệ tử cảnh giới dưỡng tức. Ai sa hạ thủ bực thủ đoạn này chứ? Bực nghi vấn này, ba người bọn hắn đã suy đoán rất nhiều lần. Khác biệt cùng với sự lưu truyền giữa các đệ tử tiên môn khác. Phương Quý cũng không phải là chịu ám thương giao lúc đầu đối với đệ tử chân truyền của bốn đại tiên môn. Hắn là bởi vì ở trong cơ thể xuất hiện một cổ khí tức quỷ dị khác mới rơi vào trong trạng thái ngủ sai bất tỉnh nhưng mà khiến cho tông chủ Thái Bạch Tông cùng với hai vị trưởng lão không hiểu được là đến tột cùng là người phương nào đã hạ thủ mục đích lại là gì cái gì người có thể bố trí ra đạo khí tức này tuyệt đối không phải là hạng bình thường tu vi không thấp hơn tông chủ thái bạch tông nhưng mà bực nhân vật như vậy muốn giết phương quý là một chuyện quá mức nhẹ nhõm làm sao mà cần phải phiền phức như vậy chứ tông chủ thái bạch tông trầm mặt một hồi lâu mới nói quả hầu trưởng lão đã xuất quan rồi sao Liễu chân trưởng lão nhẹ gật đầu nói Đã thông tri cho quả hầu trưởng lão Bây giờ hắn đang trong thời khắc thành công máu chốt Nhưng mà nhận được tin tức này Vẫn là chuẩn bị thu công xuất quan Tuổi tác của hắn dài nhất Có kiến thức rộng rãi Có lẽ là có thể nhận ra lai lịch của cổ khí tức này Tông chủ Thái Bà Tông gật nhẹ đào hỏi Cửu ca thì sao Bạch Thạch trưởng lão hơi do dự nói Đã nói cho hắn biết rồi Tông chủ Thái Bà Tông không tiếp tục hỏi đưa tay bày ra cấm chế ở quanh người của vương quý chậm rãi đi đến trước bộ đoàn bạch thạch trưởng lão trầm mặc trong một thời gian rất lâu cũng chăm trước thật lâu bỗng nhiên quyết định nói ra suy đoán đã sớm hiển hiện ở trong lòng nhưng mà lại không dám nói ra vào lúc đầu tông chủ nếu thật sự có quan hệ cùng với quân cờ thứ ba của kỳ cung không cần đoán loạn tông chủ thái bạch tông trực tiếp lắc đầu ngắt lời của hắn một lát sau hắn mới chậm rãi mở miệng nói, chờ Quả Hầu trưởng lão đến nhìn qua rồi nói sao. Hai ngày sau, tại động phủ phía Đông Thái Bạch Tông, một cánh cửa đá từ từ mở ra, một vị trưởng giả có thân hình cao lớn đi ra, tóc của hắn trắng xóa, khớp xương thô to, từng sợi râu giống như là gai ngược, chính là đại trưởng lão Thái Bạch Tông Quả Hầu Quân đang bế quan lĩnh hội cảnh giới nguyên anh. Tuổi tác của hắn là 800 tuổi. Thái Bạch Tông chỉ mới thành lập Tông được bất quá có 300 năm, không có nội tình cùng với lão quái như là những tiên môn khác. Vị quả hậu quân này chính là một vị cường giả được Tông chủ Thái Bạch Tông mời vào Thái Bạch Tông làm trưởng lão tại 200 năm trước. Chính là một người có tuổi tác cao nhất trong Thái Bạch Tông. Hắn đã xuất quan cũng không có nói cho bất luận kẻ nào trực tiếp đi vào đạo điện Thái Bạch. Ở trong đạo điện, Mạc Chủ Ca vẫn chưa hiện thân. Liễu Chân trưởng lão đã đi xử lý ngoại vụ tiên môn, chỉ có tông chủ Thái Bạch Tông cùng với Bạch Thạch trưởng lão là còn ở trong điện. Nhìn thấy Quả Hầu Quân tiến vào đạo điện, hai người liền đứng lên mời hắn đi đến trước giường của Phương Quý, hôn mê bất tỉnh. Tông chủ thật sự không biết là hắn đã xảy ra vấn đề gì sao? Quả Hầu Quân chậm rãi quét qua thân thể của Phương Quý, đưa một sợi linh tức thăm dò vào trong cơ thể của Phương Quý rất nhanh sợi linh tức kia liền được thu hồi mà sắc mặt của hắn thì trở nên càng ngày càng nặng giống như là dạng niên quyền băng sắp tan thành nước vậy ta có suy đoán lại không thể xác định được ở trên mặt của tông chủ thái bạch tông cũng không có vẻ ngoài yên muốn gì chỉ là chậm rãi trả lời bạch thạch trưởng lão cũng có một chút không giữ được bình tĩnh chắp tay nói quả hầu đại trưởng lão đứa nhỏ này bây giờ Quả hầu quân bỗng nhiên ngắt lời của hắn nói, đây chính là quân cờ thứ ba của kỳ cung. Sắc mặt của bạch thạch trưởng lão trở nên hết sức khó coi. Ở trong loạn khó coi này còn mang theo một sự sợ hãi mơ hồ, nhưng mà càng nhiều là không hiểu. Thật lâu mới chần chờ mở miệng hỏi, quân cờ thứ ba làm sao lại rơi trên người của một đứa nhỏ chứ? Tông chủ Thái Bà Tông thở dài, không có trả lời. Quả hầu quân lại là chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một nụ cười trào phúng nói: Cái tên Kỳ Cung truyền khắp thiên hạ, không ai không biết, không người không hay. Nhưng Bạch Thạch trưởng lão có từng nghe nói một sự tình Kỳ Cung thu đồ đệ chưa? Thần sắc của Bạch Thạch trưởng lão có một chút ngạc nhiên, đối với Kỳ Cung đảo loạn thiên hạ này, trong giới tu hành cơ hồ là không ai không biết, cũng đều biết đặc điểm của bọn hắn làm việc, nhưng mà tương tự, mặc dù là không ai không biết nhưng cũng không ai biết rõ Kỳ Cung làm việc thần bí, thấy đầu không thấy đuôi, ở trong giới tu hành cực ít có người biết bọn hắn đến từ đâu, ẩn thân ở nơi nào, thậm chí lại là vì cái gì mà nhất định phải làm cho thiên hạ loạn lạc. Ngay cả điều này cũng không biết, đối với sự tình Kỳ Cung thu đồ đệ, vậy thì càng không biết rồi. Điển Cố Tu Hú chiếm tổ, Bạch Thạch trưởng lão Hắn là cũng biết chứ trên mặt của quả hậu quân lộ ra một nụ cười phức tạp chậm rãi nói tù hú là tà điểu trời sinh có tính ác độc sau khi đẻ trứng nhưng không ấp mà là dứt bỏ trứng vào tổ chim khác đợi cho đến khi chim non xuất thế sẽ đẩy những quả trứng chim khác ra ngoài độc chiếm thức ăn chỉ tiếc là chim chóc vô tri tân tân khổ khổ nuôi lớn lại là kẻ giết chết con mình ở trong thế gian nào có sự tình buồn hơn chứ chương 191, Ma Thai. Bạch Thạch trưởng lão nghe vậy liền ngơ ngẩn. Hắn tự nhiên là biết sự tình tu hú chiếm tổ, lại không hiểu được quả học quân nhắc tới chuyện này là có ý gì. Kỳ cung thu đồ đệ cũng giống như thế đó. Thần sắc của quả hậu quân trở nên âm trầm lạnh giọng nói. Kỳ cung đã khiến cho thiên hạ loạn lạc, có đông đảo đệ tử nhưng không có bao nhiêu là do bọn hắn dạy dỗ. Bọn hắn thu đồ đệ chính là lựa chọn đệ tử nổi bật ở trong những tiên môn khác âm thầm gieo xuống ma thai tiên môn không biết vẫn sẽ khổ tâm dạy bảo đợi cho đến khi những đệ tử này trưởng thành hoặc là tu hành có thành tựu hoặc ngồi trên vị trí cao đến lúc đó sẽ có chỗ hữu dụng đối với kỳ cung bọn hắn sẽ thi triển bí pháp triệu quán khiến cho những đệ tử kia bừng tỉnh biết được thân phận chân chính của mình thế là việc môn đồ sư đầu nhập vào dưới trướng của kỳ cung gieo xuống ma thai hả? Bạch Thạch trưởng lão nghe lời ấy, thần sắc đại biến, khó có thể tin, nhìn phương quý trên giường một chút. Quả hầu quân, giảng bí sự kỳ cung, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng mà nếu gieo xuống ma thai như vậy, lại dường như là rất giống với phương quý. Đây cũng chính là chỗ mà ta nghi hoặc. Cũng vào lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi mở miệng nói. Nếu như lần bố trí này của kỳ cung thật sự chỉ là âm thầm giấu một đầu ma thai ở trong tiên môn. Như vậy, lấy thủ đoạn của kỳ cung, chúng ta tuyệt đối, không thể phát giác. Thẳng cho đến vô số năm sau, kỳ cung xuất thủ, vào thời điểm bọn hắn triệu quán đệ tử, chúng ta mới biết được sẽ sớm có một người như vậy tìm phục ở trong tiên môn. Nhưng mà vấn đề bây giờ lại là đứa nhỏ phương quý này mới vừa dặn trở về từ Ma Sơn. Tà khí liền đã phát tác, hôn mê bất tỉnh. Chỉ cần xem xét một chút liền là biết hắn trúng tà thuộc kỳ cung. Hắn nhíu mày hỏi, kỳ cung khiến cho thiên hạ loạn lạc trong vô số năm, sao lại lưu lại bực sơ hở này chứ? Lần này đến phiên quả hậu quân trầm mặt, qua nửa ngày hắn mới nói, việc này ta cũng không biết, nhưng mà có thể xác định được người gieo xuống ma thai kia tuyệt đối không có thể ngờ được mà ý trên người của đứa nhỏ này lại tiết lộ sớm như thế có thể là do thể chất của đứa nhỏ này đặc thù, thậm chí là bởi vì khí huyết bản nguyên của hắn quá mức khô kiệt, không chịu nổi áp lực vào thời điểm ma thai phệ hồn, lúc này mới lập tức đã bất tỉnh, lộ ra sơ hở. Bằng không mà nói, chúng ta cũng sẽ tuyệt đối không thể phát hiện ra vấn đề ở trên người của hắn vào lúc này. Tổng chủ Thái Bạch Tông nghe được lời này cũng không có tiếp tục tiếp lời. Suy đoán tương tự, hắn cũng đã từng có mà sự tình phương quý thâm hụt khí quyết bản nguyên Hắn cũng đã sớm nghe thấy rồi Ma thai phệ hồn Khả năng nguyên bản là sẽ chỉ được tiến hành dưới tình huống Mà tất cả mọi người không thể nhận ra Có thể là trong một giấc mộng của phương quý Có thể là vào thời điểm phương quý tu luyện Một đạo pháp thuật nào đó Chỉ là đại khái Là đệ tử kỳ cung cũng không ngờ được Phương quý thoạt nhìn có thiên tư kinh người Tiền đồ vô hạn nhưng mà trên thực tế lại tuổi còn nhỏ, khí quyết bản nguyên lại thâm hụt như vậy. Đơn giản, không bằng một lão nhân. Cũng chính là vì nguyên nhân căn cơ của hắn quá nông cạn, cho nên vào thời điểm ma thai phệ hồn, bởi vì quá trình thần hồn tranh chấp, áp lực tăng giọt, lập tức không chịu nổi, lúc này mới bỗng nhiên bất tỉnh. Từ đó bị mấy người của tông chủ Thái Bạch Tông chú ý tới vấn đề trên người của hắn. Đây là phỏng đoán tiếp cận sự thật nhất. Ngược lại, Bạch Thạch trưởng lão lúc này vẻ mặt quảng sợ trên mặt còn chưa hết. Sau khi trầm ngâm nửa ngày mới cao mày thấp giọng nói Đã có bực sơ hở này, quả hầu trưởng lão lại làm như thế nào để mà xác định đây là thủ đoạn của đệ tử kỳ cung? Có thể là khả năng khác hay không? Quả hầu trưởng lão trầm mặt thật lâu, trên mặt mới hiện ra một nụ cười cổ quái. Ta đã xác định như thế nào? <laughs> Thời gian trước, ta đã có một đạo lữ có con cháu cũng có một phương thế gia, chính là bởi vì trong các con cháu của ta có người bị kỳ cung gieo ma thai, cho nên mới vào thời điểm gia tộc cường thịnh nhất gặp phải quả diệt môn, thân nhân chết hết. Người nói đi, chẳng lẽ ta còn không thể nhận ra cái thứ ma thai này à? Hắn nói đến chỗ này, sắc mặt đã rét lạnh, đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng tông chủ Thái Bạch Tông hỏi. Người tân tân khổ khổ gọi ta xuất quan, không phải cũng là bởi vì biết chỉ có ta mới xác định đây có phải là thủ đoạn của kỳ cung hay không tông chủ thái bạch tông trầm mặc không nói mà bà thạch trưởng lão thì nhất thời ngạc nhiên không biết nên nói cái gì bất luận như thế nào nếu đã biết được lai lịch qua nửa ngày bà thạch trưởng lão mới nhìn phương quý một chút nói không biết nên dùng phương pháp gì để mà giải quyết đây đơn giản thôi quả hầu quân nhìn phương quý một chút bỗng nhiên đưa tay vỗ tới một chưởng này của hắn ẩn chứa vô tận pháp lực nếu như vỗ vào trên người của phương quý làm sao có thể toàn thay chứ bạch thạch trưởng lão giật nảy mình lại không kịp ngăn cản vào thời điểm then chốt có một bàn tay trắng lóa đưa tới ngăn cản một chưởng của quả hầu quân chính là tông chủ thái bạch tông đến lúc này ngươi còn muốn cản ta quả hầu quân quay đầu nhìn tông chủ thái bạch tông nổ khí dần dần dâng lên nghiêm nghị nói kỳ cung làm việc âm hiểm ác độc cỡ nào, nếu không phải là xảy ra rủi ro sớm bị chúng ta phát giác ra, như vậy chúng ta sẽ coi kẻ này như là đệ tử chân truyền để bồi dưỡng, đợi đến khi tu vi quán thành tựu thì sẽ ở dưới sự sai sử của Kỳ cung, họa loạn cả tông, đây là nguy hiểm đoạn tuyệt đạo thống, không sớm giết đi còn giữ lại để làm gì?" Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi lắc đầu nói, dù sao thì phát hiện sớm mới không chừng còn có chuyển cơ chỉ bằng vào ngươi, chỉ bằng vào chúng ta, cũng muốn giải trừ thủ đoạn của kỳ cung. Quả hậu quân quát chói tai, vẫn nên giết là xong hết mọi chuyện à. Nói đến câu giải trừ thủ đoạn của kỳ cung này, tông chủ Thái Bạch Tông cũng trầm mặt không nói, hiển nhiên là hắn cũng không có lòng tin gì. Nhưng mà nếu nói dựa vào biện pháp của quả hậu quân mà nói trực tiếp giết chết đứa nhỏ này, hắn lại cảm thấy có một chút không ổn. Vì thế, sau khi cân nhắc một phen, hắn mới nói, Hắn là truyền nhân của cửu ca Lại lập ra công lao trong chuyến đi đến Ma Sơn lần này Cho nên vẫn nên hỏi qua ý kiến của cửu ca Rồi lại nói Quả hầu quân không hề nhượng bộ một chút nào Lạnh giọng nói Mà cửu ca ở nơi nào Tông chủ Thái Bạch Tông Nhất thời trở nên trầm mặt Hắn đã sớm phái người thông báo cho Mạc Cửu Ca, nhưng mà Mạc Cửu Ca vẫn một mực không hề lộ diện. Quả hầu quân xem xét sắc mặt của tông chủ Thái Bạch Tông liền biết đáp án cười lạnh nói Người kia chỉ biết xuân đao thu buồn một trăm năm cũng đều không có cầm kiếm qua thông báo cho hắn thì lại có thể như thế nào chứ? Chương 192 Bất mãn Tông chủ cũng đừng có bày ra thái độ thương tiếc Người tu luyện đại la từ bi dưỡng, nhưng ta biết người không phải là một người từ bi nhất là ma thai của đứa nhỏ này đã xuất hiện không thể giữ lại được. Coi như chúng ta không giết hắn nếu như tin tức truyền ra ngoài. Bốn đại tiên môn còn có những người phía bên kia cũng sẽ giết hắn một cách không lưu tình. Nói đến cuối cùng, ngôn từ của hắn đã trở nên lạnh băng quát. Ma thai kỳ cung, ai cũng không dám giữ. Chuyện này không nói đến tông chủ Thái Bạch Tông. Bạch Thạch trưởng lão cũng quảng hồn, không biết nên nói cái gì. Có dám hay không là không trọng yếu, có nên hay không mới là trọng yếu. Cũng vào thời điểm ba người đang tranh cãi, đột nhiên có một giọng nói lười biếng phát ra từ lối vào đạo điện. Ba người đồng thời quay đầu lại, liền nhìn thấy cửa đại điện xuất hiện một thân hình quể quải, mặc áo bào bẩn thỉu ở trên người, râu tóc cũng không biết đã bao lâu chưa cắt tỉa. Trong tay còn mang thêm một bầu rượu, dường như đã uống sắp sai rồi. Toàn thân trên dưới cả người lộ ra một cổ khí chất chán chường trong mắt hiện đầy tơ máu được một người trẻ tuổi đôn hậu trung thực đẩy vào trong đại điện mạc cửu ca quả hầu quân thấy được nam tử này cảm thấy nào nào sau đó cười lạnh nói người rốt cục cũng chịu rời khỏi sao núi à tông chủ thái bạch tông cũng nhẹ nhàng thở ra không ngờ được mạc cửu ca sẽ thực sự tới mặc dù là thoạt nhìn như là bị a khổ cưỡng ép đẩy tới nhưng mà dù sao cũng đã đến rồi Đến rồi, vẫn là nên đến, chỉ có một kẻ học được kiếm, nếu chết một cách tùy tiện như vậy sẽ được tính là chuyện gì. Mạc Cửu Ca đi vào điện, đi tới trước giường của Phương Quý, đánh giá một chút, chậm rãi lắc đầu nói, không thể nói rõ thần sắc của hắn vào lúc này như thế nào, hình như có một chút tiếc hận, nhưng mà càng nhiều vẫn là dễ mặt tiêu điều. Quả Hầu Quân nhìn trông chọc vào Mạc Cửu Ca trầm giọng nói, "Thái Bạch Cửu Kiếm" Chỉ cần ngươi muốn truyền, dạy cho bao nhiêu người cũng đều được. Nhưng mà ma thai kỳ cung lại không thể giữ lại. Ngươi không đến thì chỉ là sự tình một trưởng dỗ chết. Nếu ngươi đã đến, đồng dạng cũng không giữ được hắn. Lúc đầu, mạc chủ ca chỉ là quể quải. Nhưng mà sau khi nghe thấy lời nói của quả hầu quân, giống như có một chút tinh thần. Ngươi có thể giết hắn. Hắn nghiêm túc nhìn quả hầu quân một chút, mới bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng nhưng mà sau khi ngươi giết hắn ta sẽ giết người quả hầu quân có một chút kinh ngạc sau đó giận dữ nói ngươi dù sao ngươi chưa phải là nguyên anh không phải là đối thủ của ta mạc cửu ca cười nói huống hồ coi như ngươi đột phá cảnh giới nguyên anh cũng chỉ có ba phần khả năng đào mệnh ở dưới kiếm của ta thôi ngươi các ngươi quả hầu quân nghe được lời này cũng không biết là tức giận hay là hù dọa cả bàn tay đều run rẩy mà vào lúc này mạc cửu ca đã không còn nhìn hắn hắn cúi đầu nhìn về hướng phương quý ở trên giường một lát sau mới thẳng nhiên nói vào trước khi hắn tiến vào ma sơn ta đã dạy hắn một đạo lý người sống ở trên đời có làm tất sẽ được hồi báo hắn được tiên môn bồi dưỡng liền phải hiệu lực gì tiên môn cái tên tiểu tử này xảo trá tai quái nhưng mà vẫn hiểu được cái đạo lý này nói ăn cơm thì sao phải làm việc cho nên vào trước khi rời núi hắn đã đáp ứng ta muốn đoạt hạng nhất để mà trở về sự tình đã chứng minh hắn đã làm rất không tệ nói đến chỗ này hắn ngẩng đầu nhìn về phía tông chủ thái Bạch tông cười nói những gì nên làm hắn cũng đã làm còn lại thì phụ thuộc vào chúng ta hắn đã làm việc tiên môn làm sao có thể không cho hắn ăn cơm làm việc ăn cơm à Mặt Cũ Ca nói ra mấy câu rất phổ thông, thậm chí còn có vẻ hơi thô bỉ. Nhưng mà cũng chính là câu nói như vậy lại khiến cho chư vị trưởng lão trong điện, thậm chí là tông chủ Thái Bạch Tông cũng đều trở nên trầm mặc. Trong lúc nhất thời cũng không biết là đang suy nghĩ hàm nghĩa trong lời nói hay là tính toán được mất trong đó, chư vị trưởng lão đều không có dội dàng mở miệng. Xem ra, ở trong lòng của các ngươi đã sớm có quyết định rồi. Qua nửa ngày trên mặt của đại trưởng lão quả hầu quân mới bỗng nhiên lộ ra một nụ cười kỳ dị hắn giống như là rốt cuộc đã hiểu rõ chuyện gì nghiêm túc nhìn mặt đủ ca một chút sau đó nhìn về phía tông chủ thái bạch tông trầm mặt không nói thản nhiên nói thái bạch tông nói chung cho cùng vẫn là của hai người sư huynh đệ các ngươi lão phù bớt quá cũng chỉ là khách khanh thôi các ngươi để cho ta tới nhìn đứa nhỏ này ta cũng đã nhìn hắn đến tột cùng xảy ra vấn đề gì cũng đã nói cho các người biết đề nghị cũng càng là đề cập qua rồi nhưng mà nên làm như thế nào vẫn là do các ngươi làm chủ đi nói xong hắn liền chậm rãi lui lại sau mấy bước liền trực tiếp quay người đi ra ngoài điện kỳ cung khiến cho thiên hạ loạn lạc không phải là tiên môn trong sở quốc nho nhỏ của chúng ta có thể đối phó được coi như là hai huynh sư đệ các ngươi cũng không được thân hình của hắn đã đi ra ngoài điện thanh âm vẫn còn truyền về từ phía xa xa, hư không rung rung làm cho người run sợ. Bất kể là ai đều nghe được vẻ bất mãn trong lời nói của quả hậu quân. Trong đạo điện, ba người, tông chủ Thái Bạch Tông cũng đều lộ vẻ cười khổ. Một lát sau, tông chủ Thái Bạch Tông nhìn về phía mặt cửu ca thở dài. Người muốn bảo đảm tính mệnh của đứa nhỏ này nói thẳng ra là được. Cần gì phải khiến cho hắn khó xử ở trước mặt của mọi người? Mặc dù lúc trước hắn là thua ở dưới kiếm của ngươi mới vào Thái Bạch Tông. Nhưng mà hắn lại coi trọng mặt mũi của ngươi nhất. Mà ngươi thì... Bởi vì hiện tại ta cũng không cầm kiếm được. Chỉ có thể khoát lát dọa hắn một chút thôi. Mạc cửu ca xem thường, ngửa đầu đổ rượu vào miệng nói. Thật sự muốn động thủ. Ta nói không chừng là ngay cả ba hiệp cũng không đánh lại nữa. Tông chủ Thái bà Tông nghe lời này sắc mặt lại hơi thay đổi nhìn thoáng qua ngoài điện, sau đó ánh mắt quét qua trên mặt của Bạch Thạch trưởng lão. Lúc này mới thấp giọng nói với mặt cửu ca, đã như vậy, về sau ngươi tuyệt đối không cần phải nói ra. Mặt cửu ca cười cười, từ chối cho ý kiến, chỉ là nhìn về phía phương quý trên giường nói, ngươi định xử lý cái tên tiểu tử này như thế nào? Tông chủ Thái Bạch Tông hỏi, không phải là ngươi đã nói rồi sao? Ta chỉ là nói ra lời, nên nói một lần mà thôi, dù sao thì ngươi vẫn là tông chủ mạc cửu ca chán nản mở miệng một lát sau mới nói trước kia có lẽ ta có thể chém rụng ma thai này hiện tại coi như là trước kia ta cũng sẽ không để cho ngươi trực tiếp xuất kiếm chém ma thai tông chủ thái bạch tông đánh gãy lời nói của mạc cửu ca ngưng thần nhìn về phương quý một lát thì mới nói hắn chỉ là cảnh giới dưỡng tức thần hồn quá yếu kiếm đạo của ngươi lại vô địch nếu trực tiếp giúp hắn chém ma thai mà nói, hắn cũng không chịu nổi, chỉ có một con đường chết thôi. Chương 193 Thiên Thư Tàn Quyển Mạc Cửu Ca bất đắc dĩ cười nói, vậy thì ngươi nói xem nên làm cái gì đấy? Rất khó xử lý rồi. Tông chủ Thái Bà Tông trầm tư thật lâu mới nói, thủ đoạn của kỳ cung rất tà dị, đoán chừng không ngờ được khí quyết bản nguyên của đứa nhỏ này thâm hụt như vậy cho nên sự tồn tại của ma thai đã sớm lộ ra ngoài. Theo lý thuyết, nếu thủ đoạn của kỳ cung thật sự ẩn giấu trong thần hồn của đứa nhỏ này, vậy thì dựa vào thủ đoạn của chúng ta, xác thực là không thể đối phó. Nhưng mà nếu cái vấn đề này đã sớm lộ ra ngoài, vậy thì chưa hẳn đã không có cơ hội. Nghe được lời này, Bạch Thạch Trưởng Lão đột nhiên giật mình, dội vàng đi tới cửa đạo điện, vẫy tay thôi động đại trận hộ sơn, bảo hộ gắt gao tòa đạo điện này vào bên trong. Mạc Cửu Ca cùng với tông chủ Thái Bạch Tông thấy vậy cũng đều không có nói chuyện, biết là Bạch Thạch trưởng lão lo lắng, nếu như Kỳ cung biết bọn hắn giữ lại Ma Thai đã bại lộ, ai cũng không biết, vì đệ tử Kỳ cung kia có thể giết hồi Mã Thương hay không nữa. Bây giờ đều có thể làm trước mắt, hoặc chính là giết Phương Quý, hoặc chính là tranh thủ thời gian phong tỏa bí mật. Bởi vậy, Bạch Thạch trưởng lão chẳng những thôi động đại trận hộ sơn, thậm chí là chính hắn cũng bước ra bên ngoài điện một bước đích thân thủ hộ bên ngoài ở trong đạo điện chỉ còn lại có sư huynh đệ mạc cửu ca cùng gia khổ ở bậc cửa phía ngoài mạc cửu ca nhìn tông chủ thái bạch tông một chút hỏi người có biện pháp à tông chủ thái bạch tông thấp giọng mở miệng nói lúc đầu ma thai sẽ thôn phệ bản tính của hắn trở thành một quân cờ mai phục ở trong tiên môn thế nhưng trên thực tế hắn cũng không có bị ma thai thôn phệ thuận lợi. Chuyện này cũng đã nói là còn có chút hy vọng. Nói xong, thần sắc của hắn trở nên lạnh lùng. Ma thai kỳ cung tất nhiên là tà quỷ ác độc, nhưng mà nhất định sẽ không quá mạnh. Bằng không mà nói, vừa tiến vào trong cơ thể của đứa nhỏ này, liền sẽ bị chúng ta phát hiện. Cho nên ma thai có khả năng chỉ mạnh hơn so với đệ tử cảnh giới dưỡng tức một chút. Nếu như chúng ta có thể mượn cơ hội này trợ giúp phóng đại thần hồn của đứa nhỏ này mà nói, chưa hẳn đã không có hy vọng trực tiếp đuổi ma thai đi. Mạc cửu ca từ từ ngẩng đầu nhìn tông chủ một chút nói, tu vi của hắn quá thấp, không chịu nổi thần thức của người, cho nên phải mau chóng khiến cho thần hồn của hắn lớn mạnh. Tông chủ Thái Bạch Tông từ từ trả lời, sau đó sắc mặt trở nên càng khó coi hơn một chút. Vấn đề làm cho người ta đau đầu nhất chính là chỗ này linh tức của đứa nhỏ này cường hoành, vốn là một gốc mầm tiên cực dài. Nhưng ai có thể ngờ tới, hắn tuổi còn nhỏ, khí huyết bản nguyên lại là khô kiệt như thế. Giống như một lão nhân già nua, thân thể khô kiệt như vậy cũng có khả năng tẩm bổ ra thần thức cường đại, có thể khu trục ma thai. Mạc Cửu Ca không lên tiếng nữa, bỗng nhiên nhìn Tông Chủ Thái Bà Tông cười cười. Tông Chủ Thái Bà Tông cũng biết là Mạc Cửu Ca đang ám chỉ cái gì. Một lát sau mới nói, ta cũng không phải là không thể bỏ ra, nhưng mà hữu dụng sao? Mạc cửu ca thở dài một tiếng nói, có tác dụng hay không, cũng chỉ có biện pháp này thôi, nếu ngoại nhân không giúp hắn được, vậy thì cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn, ngoại trừ đưa công pháp của thiên thư tàn quyển cho hắn, thì làm gì còn nửa điểm cơ hội nào? Nghe được bốn chữ thiên thư tàn quyển, sắc mặt của tông chủ Thái Bạch Tông liền có một chút trầm ngâm. Mạc cửu ca ngược lại là lộ ra vẻ thoải mái cười cười nói Ngươi thật sự là tuổi tác càng lớn, liền keo kiệt hơn. Lúc trước vào thời điểm gặp được ta, cũng không có nói là không nở, thoải mái lấy thiên thư tàn quyển ra lĩnh hội cùng với ta, còn mượn danh nghĩa của thiên thư tàn quyển, thu ta trở thành sư đệ. Về sau, thu quả hầu quân, cũng truyền choáng thống khoái như vậy, làm sao vào lúc dùng để mà cứu người, lại cảm thấy không nở rồi. Tông chủ Thái Bạch Tông Trăm mặt một lúc lâu mới nói, nếu như có tác dụng, ta sẽ không tiếc. Mạc Cửu Ca liền nói, thiên thư tàn quyển, mênh mông tinh thâm, lúc trước chúng ta cùng nhau nghiên cứu, ta từ bên trong ngộ ra được phương pháp dùng tâm luyện kiếm. Người ở mặt ngoài thì ngộ ra được đại la từ bi dưỡng nhưng mà trên thực tế lại ngộ ra được nguy nguyên bất diệt thức. Liền ngay cả bực xuống tài như là quả hầu quân Cũng đều mượn nhờ pháp môn trong đó tìm được thời cơ để mà kết anh. Vậy thì ai có thể cam đoan cái tên tiểu quỷ này sẽ không có cách nào học được pháp môn làm lớn mạnh thần hồn kia. Chỉ cần là thần hồn quán lớn mạnh, tự nhiên là có thể áp chế ma thai, thậm chí là trực tiếp đuổi ma thai ra ngoài. Tông chủ Thái Bạch Tông trầm mặt một hồi lâu mới nói, dù sao thì can hệ cũng rất trọng đại. Nụ cười bại hoại trên mặt của bạc chủ ca đột nhiên biến mất hỏi, Sư huynh, Ngươi có còn nhớ rõ sơ tâm lập đạo Thái Bạch lúc trước không vậy? Tông chủ Thái Bạch Tông trầm mặt không nói. Đạo lý ăn cơm làm việc là do ngươi truyền ta. Thanh âm trầm thấp của mặt của ca vang lên nói. Lúc trước, ngươi còn không phải là bất mãn dáng vẻ nặng nề của những đạo thống tiên môn kia mới muốn ở trên tòa Thái Bạch này tự lập một phương đạo thống hay sao? Bây giờ, sơ tâm của ta đã mất đi, chẳng lẽ là ngươi cũng muốn dứt bỏ à? tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên có một chút tức giận, lạnh lùng nhìn về hướng mặt cửu ca nói. Người cũng biết, chính mình đã ném sơ tâm đi, chẳng lẽ ta... Mạc cửu ca bỗng nhiên có vẻ hơi mỏi mệt nói Sư huynh, ngươi đã mắng ta rất nhiều lần rồi Ở trong lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông Lần đầu có một chút ý trách cứ Nhưng mà thấy được biểu lộ tiêu điều của Mạc cửu ca Lại lập tức trở nên trầm mặt Sắc mặt có vẻ hơi mỏi mệt một lúc sau, hắn nhìn mặt cửu ca một chút mới nói, Ngươi cũng đừng tạo áp lực cho mình quá lớn, kiểu gì thì cũng sẽ vượt qua. Hơn nữa, ngươi nói đúng, ta dù sao cũng là sư huynh, cho nên ta cũng phải ra dáng của sư huynh. Ngươi có thể ném đi sơ tâm, nhưng mà ta không thể ném. Đúng như lời ngươi nói, ta sẽ dùng tất cả biện pháp để mà giúp đứa nhỏ này, nhưng mà nếu như vô dụng thì... Mạc cửu ca khoát tay áo nói, còn lại không cần phải nói với ta nếu thật sự không có cách nào khác có giết cũng không sao a à khổ một mực ở bậc cửa ngoài điện cách đó không xa dẫn tai nghe lén vào lúc này cũng không nhìn được nhỏ giọng nói một câu tốt nhất là đừng giết tông chủ thái bà tông không để ý tới a khổ mà chỉ nhìn về hướng phương quý than thở nói trước tiên cứu người tỉnh rồi nói sao mạc chủ ca giang hai tay ra về phía tông chủ Thái Bạch Tông, biểu thị rằng bản thân lực bất tòng tâm. Tông chủ Thái Bạch Tông hư lạnh một tiếng không hài lòng, cũng thực sự biết là mặt Cửu ca không có cách. Sau khi ngưng thần nửa ngày, bỗng nhiên chậm rãi đưa bàn tay ra. Trong lòng bàn tay, một đoàn khí màu tím tụ lại từ từ, chậm chạp, như thể bao gồm tất cả mọi thứ, cực kỳ quyền diệu. Chương 194 Giấc Mộng dài coi như là tông chủ Thái Bạch Tông khi mà ngưng tụ ra đoàn khí tím này cũng đều lộ sắc mặt nghiêm túc dường như đối gián mà nói cũng không phải là chuyện nhẹ nhõm hắn vận chuyển đoàn khí tím này chậm rãi ấn về giữa trán của phương quý nhẹ nhàng đánh vào trong đó quát khẽ tỉnh lại khí tím đi vào giữa trán thân thể của phương quý run rẩy mí mắt giật giật giống như là muốn mở ra chỉ là rất nhanh lại ngủ thiếp đi tông chủ thái bạch tông lộ sắc mặt khó coi, chậm rãi thu công nói. Ma thai còn mạnh hơn so với trong tưởng tượng của ta. Mạc cửu ca bất đắc dĩ khoát tay áo nói. Ta sẽ dùng kiếm thứ bảy thử một chút. Con mắt của tông chủ Thái Bạch Tông hơi sáng, nhẹ gật đầu. Mạc cửu ca dùng một tay cầm bầu rượu, vừa tiến tới, dương một ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào trán của vương quý. Trên đầu ngón tay có ánh xanh chớp lên, chính là một đạo kiếm khí linh động, thuận theo ngón tay của mạc cửu ca nhẹ nhàng rơi vào giữa trán của Phương Quý. Ở trong một sát na này, trong hư không chung quanh đều giống như ẩn ẩn gian lên tiếng long âm. Đó là kiếm âm cộng minh, dẫn động trọn vẹn cả phiến hư không. liền ngay cả Phương Quý, ở trong cơ thể cũng có kiếm âm cùng loại gian lên, nối thành một mảnh cùng với kiếm âm trong hư không. Phương Quý, trong trạng thái hôn mê, bàn tay bỗng nhiên nắm thật chặt. Nhưng mà sau một hồi lâu, kiếm âm biến mất, hắn vẫn không tỉnh lại đây đã là cực hạn của ta rồi. Mạc cửu ca nhìn tông chủ Thái Bạch Tông một chút, dơ bầu rượu lên uống một hớp. Tông chủ Thái Bạch Tông trao mày, dường như nghe được câu nói này của Mạc cửu ca còn muốn thất lạc hơn so với nhìn thấy phương quỷ hôn mê. Mạc cửu ca đã không còn quan tâm đến bản thân, sau khi uống rượu, trong miệng cảm thấy cay, liền tiện tay cầm túi càng khôn ở bên hông của phương quỷ lên, mở miệng túi ra. Ngược lại là cười lên một tiếng, lấy thanh la quả ở bên trong ra ăn, cười nói, cái tên tiểu quỷ này hôn mê bất tỉnh, ngược lại là đáng tiếc cho thanh la quả. Trái cây còn chưa đưa vào miệng, Phương Quý bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn mặt của ca hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Phương Quý cảm thấy mình mơ một giấc mộng rất là dài. Trong giấc mộng này, bắt đầu từ lúc hắn trở về thuyền pháp của tiên môn, bỗng nhiên té xỉu. Lúc ấy, hắn sợ dĩ té xỉu chính là bởi vì cảm giác bị cắn một cái. Loại cảm giác này rất cổ quái, giống như là có một loại tồn tại nào đó hướng về hắn cắn một cái. Hơn nữa còn muốn thôn phệ hắn, chỉ là hắn không có bị thôn phệ thành công, lại bị kéo vào trong một nơi kỳ quái. Nơi này giống như là trong một cơn ác mộng, chung quanh đều là bóng tối, ở xung quanh tràn ngập sương đen phun trào. Chỉ là ngẫu nhiên mới có ánh sáng như là chớp giật xuất hiện, chiếu sáng một phương thế giới mà sau khi hắn đi tới một phương thế giới này liền thấy được một đạo bóng dáng âm u đang nhìn chòng chọc vào hắn đạo bóng dáng kia rất khó hình dung không biết là thật hay là ảo thân hình của nó không sai biệt lắm cùng với phương quý nhưng mà lúc há to miệng lại giống như có thể nuốt mất nửa bầu trời bằng vào cái miệng kia muốn nuốt phương quý đơn giản giống như là nuốt một quả táo chua vậy lúc ấy phương quý bị dọa sợ cho đến mức quay đầu bỏ chạy hắn phát hiện ra mình ở trong cái thế giới này cũng rất đầy đủ rất linh hoạt chạy cũng đặc biệt nhanh thế mà không thể cắn nuốt được hắn con quái vật kia rõ ràng cũng có một chút kinh ngạc nhưng khí thế của nó hung ác xâm nghiêm đuổi theo sát phương quý hai người một kẻ trốn một kẻ đuổi cũng không biết trải qua bao lâu tóm lại là phương quý đã bị hù cho đến mức hồn điều bay lúc này chỉ có thể xuất xử tất cả khí lực để mà chạy trốn còn con quái vật kia thì cũng biết là mình chỉ có thể thôn vệ hết phương quý mới là biện pháp duy nhất thế là chỉ có thể không ngừng đuổi theo thật nhiều lần nó cảm thấy mình cũng đã sắp đuổi kịp phương quý nhưng mà hết lần này tới lần khác lại kém một chút như vậy rốt cục ở dưới tình huống vừa đuổi vừa chạy bọn hắn đã đi tới một nơi kỳ quái đó là một tòa đại điện giấu ở chỗ sâu trong thế giới giống như ác mộng này cửa điện đang mở ra Phương Quý dưới tình huống không còn đường để đi trực tiếp xông vào bên trong đại điện. Sau đó quái vật đuổi theo hắn, không bỏ ở phía sau cũng giọt vào theo. Đây là cái thứ quỷ gì? Phương Quý cũng là sau khi vào nơi này mới nhìn rõ được bộ dáng con quái vật đuổi đánh mình. Đó cũng là một người thân hình có chút giống hắn, chỉ là diện một cơ hồ không rõ, giống như có thể biến thành bất luận kẻ nào ở quanh người của nó đều giống như hiện đầy ma tức mênh mông cuồn cuộn. Nhìn tà dị không gì sánh được, cũng hung tàn không gì sánh được. Chỉ bất quá, sau khi tiến vào trong tòa đại điện cổ quái này, nó có vẻ hơi mê man đánh giá xung quanh một chút, nhìn không ra được bản thân đang ở chỗ nào. Bất quá, sau một khắc, nó liền phản ứng lại, hung tính lộ ra, mở cái miệng tràn đầy răng nanh, táp về phía phương quý. Phương quý giật nảy cả mình, quay đầu muốn chạy trốn lại phát hiện ra tốc độ của đối phương thật sự nhanh so dáng nhiều tiến vào trong tòa đại điện này chính mình dường như càng là không thể trốn đi đâu được tòa đại điện này nhìn thì rất rộng lớn nhưng mà lại trống rỗng ở bốn phía chỉ có mấy bức tường trống rỗng ngay cả cửa cũng không biết ở nơi nào thế là phương quý trở nên hung ác quay trở lại đấm một quyền nếu như trốn không thoát vậy thì liền đánh chết người con quái vật kia bị phương quý đánh vào hốc mắt lui về phía sau mấy bước đầy mặt đều là thần sắc vừa sợ vừa giận dường như là căn bản không ngờ được phương quý là có thể đánh nó càng không nghĩ phương quý là có thể đánh trúng nữa ở dưới sự kinh sợ nổ khí của nó tuôn ra lại hung hăng lao về phía phương quý một lần nữa một thân ma khí cuồn cuộn biến ảo vô tận giống như là quá thành một con cự thú táp về phía phương quý còn bà nó ở trong mộng ta còn có thể bị ngươi khi dễ nữa à? Phương quý chỉ cho đây là một cơn ác mộng của mình, lại thêm quả thật là bị đối phương hù không nhẹ, ngược lại càng ngày càng bạo, không lùi mà tiến tới, ngên đón con quái vật kia, dung mạnh cánh tay, đá mạnh chân, đầu đập xuống, dùng miệng cắn, vào thời điểm xuất thủ hoàn toàn không có chiêu thức, ngược lại là sử dụng cách đánh lộn, vào thời điểm ở thôn ngưu đầu, lăn lộn quấn đối phương cùng với một chỗ lăn qua lăn lại trong đại điện thật sự đây là một trận đại chiến mặc dù đánh nhau rất khó coi nhưng mà hai bên đều liều mạng phương quý cũng không biết mình đã đánh bao nhiêu lâu nữa chỉ cảm thấy chính mình càng đánh càng có tinh thần càng đánh càng hăng cũng không có cảm giác bị mệt mỏi chỉ là từng bước một từ tình thế bị đối phương áp chế dần dần trở thành hai bên không sai biệt lắm lại đến tình trạng đối phương bị kiệt sức, lại đến chính mình tìm thấy điểm yếu của đối phương, bắt đầu toàn diện chiếm cứ thượng phong, nhấn con quái vật kia trên mặt đất, đánh quên cả trời đất luôn. Chương 195: Thế giới hiện thực. Cũng không biết là đánh bao lâu, tóm lại cuối cùng con quái vật kia đã khóc. Không nên chứ. Nó mở cái miệng thiếu hai cái răng ra hét lớn, như thể đã gặp phải rất nhiều rắc rối không phải là như thế này chứ người đang ở trong giấc mộng của lão gia ta ngươi cảm thấy nên thế nào hả phương quý hỏi chuyện này không đúng rồi quái vật kêu rên không thôi lúc đầu ta hẳn là sẽ thôn phệ thần hồn của ngươi dễ như trở bàn tay kế thừa tất cả ký ức cùng với thiên phú của ngươi lúc đầu ta hẳn là sẽ trở thành ngươi mà đó là một việc rất nhẹ nhàng nhẹ nhõm đến mức chính ngươi cũng đều không thể phát giác mà không phải là như bây giờ. Thun phệ cái đầu ngươi. Phương Quý dùng hai tay đấm loạn một hồi hỏi. Nói, nói đi, ngươi đi vào giấc mộng của ta để làm gì? Đây không phải là giấc mộng của ngươi. Quái vật khóc rống lên, hét to. Không phải là giấc mộng của ta, chẳng lẽ là giấc mộng của ngươi? Phương Quý nghe vậy càng tức giận hơn, đánh càng hung hăng hơn. Trực tiếp dùng chân đạp dẫm loạn, không 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 Ta muốn nói đây là thức hải của ngươi Quái vật ôm đầu lăn lộn trên mặt đất Đồng thời liều mạng hét to Nhưng mà tại sao thức hải của ngươi Lại biến thành như thế chứ Biến cái đầu ngươi Phương quý tiếp tục đánh hắn Hắn cảm thấy con quái vật này còn chưa chịu phục Một trận đánh này Khiến cho hắn thần thanh khí sản Có cảm giác báo được thù trong hai ngày trước Thậm chí còn có cảm giác Mình chưa bao giờ đánh ai thống khoái như vậy Đây Quá thật là một đối tượng bị đánh hoàng mỹ rồi, lại không đánh lại chính mình, còn đánh không chết, càng mấu chốt hơn chính là, Giao thời điểm hắn đánh đối phương, thế mà không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại còn có một loại cảm giác càng đánh càng có tinh thần, thật sự là quá mức thống khoái luôn. Lúc đầu tưởng rằng là một cơn ác mộng, hiện tại xem ra nó cũng không tệ. Bất quá, tương phản dáng cảm thấy thống khoái Điều con quái vật này cảm nhận được chính là thống khổ. Chịu đánh mấy ngày, nó cũng không chịu được mà khóc rống cầu xin tha thứ. Nhưng mà Phương Quý cảm thấy nó còn chưa phục, cho nên vẫn một mực đánh, nhất định phải đánh cho tới khi nó chịu phục mới thôi. Phương Quý tiểu đồ. Nhanh, nhanh chóng, tỉnh lại đi. Phương Quý đánh sắp quên thời gian, thẳng cho đến khi ở trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng hét lớn nặng nề. Hắn có thể cảm giác được một đoàn khí tím đột nhiên rơi xuống từ trên đỉnh đầu giống như là một làn sương mù tím bỗng nhiên giáng lâm ở thế giới hỗn độn ở bên ngoài tòa đại điện này theo sương mù tím xuất hiện lực lượng quán phản phất như lớn thêm lên không ít cho ta con quái vật kia nhận ra đoàn khí tím này bỗng nhiên liền xông ra lối vào đạo điện dường như là muốn chụp vào đoàn khí tím kia nhưng mà kết quả là đông một tiếng cửa chính đại điện chật đóng lại nó đụng đầu vào trên cửa chính đóng chặt, không thể đi ra ngoài, còn đụng đầu đến mức choáng váng. Lúc này, Phương Quý đã phản ứng lại thì chạy tới mấy bước, kéo nó trở về, tiếp tục đánh. Tỉnh lại! Chưa bao lâu, Phương Quý lại nhìn thấy một đạo kiếm quang sáng lên bên ngoài đại điện. Không có cách nào hình dung đạo kiếm quang kia, phản phất như là có thể dẫn động hư không trong ngoài, ông ông chấn động, giống như là rót thành một dòng lũ lớn lại giống như là tạo thành một loại thanh âm không có cách nào hình dung. Thanh âm kia cực kỳ giống với giọng nói của Mạc Cửu Ca, mà đạo kiếm quan kia cũng du tẩu trong bóng tối hỗn độn bên ngoài tòa đại điện, phản phất như là thiểm điện chiếu rọi mảnh hỗn độn kia thanh sáng như ban ngày. Ta, con quái vật kia là một lần nữa liều mạng trốn thoát ra từ trong tay của phương quý, giọt tới cửa sổ, chợp tới đạo kiếm quan kia nhưng kết quả lại là đông một tiếng, cửa sổ đóng lại, nó lại đụng vào cánh cửa sổ. Phương Quý vội vàng đuổi đến, cầm cánh tay của nó kéo trở về. Dùng tay đánh dài quyền vào mũi của nó. Đừng, đừng có đánh nữa, đừng, đừng đánh nữa. Con quái vật kia rốt cuộc đã bắt đầu chịu phục, chắp tay cầu xin tha thứ không thôi, đã mất đi hết thảy tâm tư phản kháng. Tốt, ngươi hãy giải thích rõ ràng cho ta Người đến tột cùng là ai Đi vào trong giấc mộng của ta để làm cái gì Phương quý cũng cảm thấy Đánh rất đã ghiền Quyết định giữ nó lại Để mà sau này đánh tiếp Thế lãng quy phong lẫm lẫm Ngồi xuống trên mặt đất đại điện Lạnh lùng nhìn con quái vật kia Mà con quái vật kia lúc này Đã hoàn toàn nhìn không ra hình người Trên người rách tung tóe Không có một khối thịt lành lặn Công công dẹo dẹo Ngồi xổm ở một nơi hẻo lánh trong đại điện trong miệng vẫn cứ lẩm bẩm không nên chứ chuyện này là không đúng rồi tại sao lại như vậy chứ phương quý nhảy dựng lên nói lại không trung thực ta đánh người tiếp đấy con quái vật kia vội vàng quỳ trên mặt đất hét lên trung 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 thực đừng đánh đừng đánh nữa phương quý quát to nói được 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 ta nói chỉ cần đừng đánh ta là được rồi con quái vật kia đã triệt để sợ dở mật trung thực đến mức không thể trung thực hơn nói ta ta là bị kỳ cung đưa tới vốn vốn là muốn thôn phệ chân linh của ngươi nói đến chỗ này chính nó cũng cảm thấy có một chút xấu hổ giống như tự biết là trong số các ma thai cũng không có một ma thai nào mất mặt như nó nhưng mà đối mặt với phương quý lộ ra vẻ mặt hung ác vẫn chỉ có thể trung thực giải thích nhưng ta không ngờ được thế mà đánh không lại ngươi ngươi chỉ có cảnh giới dưỡng tức nhưng nhưng mà tại sao lại đáng sợ vậy chứ chuyện này là không có đạo lý rồi. Đang nói, nó cũng mê man đứng lên. Phương Quý bật cười hai tiếng, bóp đốt tay răng rắc. Được, được. Nè, nè, ta, ta nhận thua mà. Mà thai chợt phản ứng lại, khóc lóc cầu xin. Ta sai rồi ta, ta thật sự sai rồi. Ta không nên thôn phệ chân linh của ngươi. Ta đã hoàn toàn nhận thức được sa, sai, sai lầm của mình rồi. Cầu xin ngươi hãy tha cho ta đi ta cam đoan không có dám có chủ ý đối với ngươi mà. Thả cho ngươi đi hả? Phương quý trở nên trầm ngâm, nghĩ thầm con quái vật này giống như đánh cũng không chết. Thả nó đi cũng không phải là biện pháp tốt. vào lúc chưa nghĩ ra biện pháp để giải quyết, chợt nghe thấy trên đỉnh đầu, ở một nơi cách thức hải vô tận, lại phản phất như là cách thiên sơn dạng thủy, cách nhau một thế giới, nghe được thanh âm mơ hồ của mạc cửu ca. Đáng tiếc cho thanh la quả Câu nói này đột nhiên đã nhắc nhở Phương Quý, lúc này hắn mới ý thức được, hắn ở nơi này đánh quá đã ghiền, giống như đã rất lâu rồi, không có đi ra bên ngoài. Bảo bối mà mình thu hoạch được ở trong ma sơn còn chưa có kiểm kê rõ ràng đâu. Chỉ là mình phải làm thế nào để đi ra ngoài. Bất quá, cái ý niệm này trong đầu của hắn còn chưa kết thúc, liền chợt thấy thân hình của chính mình đang bay lên, phản phất như từ đáy nước nổi lên mặt nước vào trước khi rời khỏi tòa đại điện này. Ở dưới chân truyền đến tiếng kêu khóc của con quái vật kia. Ngươi, ngươi hãy thả ta ra trước chứ. Phương Quý chợt thấy hai con mắt tỏa sáng. Hai mắt đã trở về, trở về với thế giới hiện thực một lần nữa. Chương 196 Thuật Che Mắt Sau đó, hắn liền nhìn thấy mặt cửu ca lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đang cầm một khỏa thanh lao quả của mình nhét vào trong miệng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? phương quý vội vàng cầm thanh la quả ở trong tay của mạc cửu ca trở về kinh ngạc mở miệng hỏi tỉnh rồi à đột nhiên thấy phương quý đã hôn mê mấy ngày chợt ngồi dậy vô luận là tông chủ thái bạch tông một mực lộ ra thần sắc lo lắng hay là a khổ một mực canh giữ bên cạnh bật cửa không dám tiến vào cũng không nở rời đi hay là mạc cửu ca lúng túng đưa bàn tay trống không ở bên miệng đều đồng thời ngẩn ngơ tông chủ thái bạch tông phản ứng nhanh nhất vội vã đưa tay đè lên bả vai của phương quý lộ ra vẻ mặt ngưng trọng hỏi người cảm thấy mình như thế nào có cảm giác thức hải bị trùng kích hay không còn nhớ được tính danh với lai lịch của bản thân không một cộng một bằng mấy hả đây là vấn đề quý gì phương quý ngượng ngùng hỏi tại sao các vị lại nhìn ta như vậy chứ sắc mặt của tông chủ thái bạch tông lập tức trở nên hết sức khó coi thân sắc của mặt của ca cũng ngưng trọng. Ở bên ngoài bật cửa, à khổ sư huynh trợn tròn con mắt. Ta, ta chỉ là gặp cơn ác mộng mà thôi, ở trong mộng giống như có một con quái vật, muốn ăn ta. Bất quá may mắn là ta chạy rất nhanh. Nó một mực, không thể ăn hết ta, lại về sau giống như đi đến một nơi kỳ quái. Ta đánh nhau với nó. Nói đến chỗ này, hắn không khỏi có một chút đắc ý, ôm hai tay nói dù sao thì đánh nửa ngày nó cũng không đánh lại ta. Đánh nhau à? Còn còn không đánh lại ngươi. Sắc mặt của hai người tông chủ Thái Bạch Tông cùng với mặt cửu ca trở nên vô cùng đặc sắc. Nhưng là sau khi hai người liếc nhìn nhau một cái, lại đều cho ra một dạng kết quả. Xem ra suy đoán của bọn hắn là thật, mà thai xác thực đã tiến vào trong cơ thể của Vương quý, còn muốn lặng yên không một tiếng động thôn vệ hết hắn chỉ bất quá là thôn phệ thần hồn vốn chính là một quá trình vô cùng quỷ dị mà phức tạp nhất là đối với phương quý mà nói trong quá trình thần hồn bị thôn phệ các loại cảm giác màu sắc sặc sỡ cũng đều sẽ xuất hiện lại thêm tu vi quán quá thấp chỉ sợ là căn bản không thể nói rõ ràng loại cảm giác này từ việc hắn có thể tỉnh lại hơn nữa còn nói ra những miêu tả này có thể xác định được cũng chỉ có hai điểm một là mà thài xác thực đã thôn phệ không thành công hay là ma thai bây giờ vẫn còn trong cơ thể của hắn về phần cái gì mà đánh thắng hay là không thắng vậy thì rất có thể chỉ là ảo giác sinh ra sau khi vương quý thoát khỏi quá trình ma thai thôn phệ người tu hành có thể nhìn vào thức hải tu vi càng cao càng có thể nhìn thấy thức hải rõ ràng mà dạng cảnh giới như là phương quý nhìn vào thức hải của bản thân lúc đầu chỉ cảm thấy ngơ ngác hết thảy đều rất mơ hồ không rõ Đương nhiên, coi như là bọn hắn cũng không ngờ được, cảm giác của Phương Quý ngay lúc đó vẫn là rất rõ ràng, bọn hắn cũng không có tiếp tục hỏi theo cái phương hướng này, mà có hỏi cũng sẽ không tin tưởng, trừ phi là Phương Quý đã đạt đến cảnh giới Trúc Cơ hoặc là Kim Đan. Phương Quý tiểu đồ, ngươi hãy cẩn thận nghe ta nói. Tông chủ Thái Bạch Tông trầm ngâm thật lâu, sắc mặt trở nên ngưng trọng mở miệng nói. Chuyến đi đến Ma Sơn lần này ngươi gặp phải một chuyện phi thường đáng sợ. Có yêu nhân đánh một đầu ma thai ác độc vào trong cơ thể của ngươi, vọng tưởng dùng ma thai thôn phệ thần hồn của ngươi, thay thế ngươi, bất quá may mà thân thể của ngươi không đủ bản nguyên, ngược lại đã khiến cho ma thai xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bị chúng ta sớm nhìn ra vấn đề. Ma thai hả? Phương Quý nhớ tới con quái vật bị mình ra sức đánh ở trong giấc mộng, nghĩ thầm cũng đâu có quá lợi hại đâu. Bất quá, thấy tông chủ nói rất ngưng trọng, hắn cũng không dám xen vào lung tung, chỉ hỏi một câu. Sau đó thì sao? Dựa theo tình hình hiện tại, muốn cứu ngươi chỉ có một biện pháp. Tông chủ Thái Bạch Tông lộ ra thần sắc cực kỳ nặng nề, thấp giọng nói. Đó chính là truyền cho ngươi bí pháp tu hành thần thức, cũng dựa vào các loại đan dược, linh đại, đợi cho thần thức của ngươi cường đại, không bị ngoại vật xâm chiếm, liền có thể thử trục xuất ma thai ra ngoài đục xuất Ma Thai hả? Phương Quý nghĩ đến con quái vật khóc lóc hô hào muốn thoát ra từ trong cơn ác mộng của mình kia rơi vào trong sự trầm tư. Hắn mặc dù vẫn chưa thể hoàn toàn nghĩ ra chân tướng rõ ràng của sự tình, nhưng mà lại ẩn ẩn cảm thấy tông chủ giống như đã hiểu lầm cái gì đó rồi. "Khó, khó." Tông chủ Thái Bạch Tông thấp giọng than thở nói. "Ma Thai Kỳ cung âm đọc cỡ nào?" thủ đoạn này đến tột cùng là quỷ dị bực nào. Ngay cả chúng ta đều không thể nói rõ, muốn trục xuất nó cũng chỉ là một chút cơ hội có thể thực hiện ở trên lý thuyết mà thôi. Nhưng mà việc đã đến nước này rồi, không còn cách nào khác nữa. Ngươi đã là đệ tử Thái Bạch Tông, chúng ta toàn lực giúp ngươi, lại làm hết sức mình nghe thiên mệnh, có thể thực hiện được bước nào hay bước ấy. Phương Quý cảm thấy có chỗ nào đó không ổn rồi, không nhịn được mà nói. Tông chủ, ta giống như... Còn chưa nói xong, tông chủ đã hướng về bà thạch trưởng lão tiến hành phân phó. Người đi đến đan phường, lấy chính viên tiên lộ dưỡng thần đan đến đây. Thần hồn khoáng hiện tại cực kỳ suy yếu, chỉ có phục dụng bảo đan trước mới có thể lĩnh hội bí pháp làm lớn mạnh thần thức. Nói xong, liền quay đầu lại hỏi phương quý. Người muốn nói cái gì? Phương quý nuốt vào lời muốn nói ra khỏi miệng nói. Ta cảm thấy mình rất hư nhược tông chủ thái bạch tông thở dài một tiếng nói ta biết việc đã đến nước này tông chủ thái bạch tông đã ẩn ẩn đoán được chân tướng trước đó là bọn hắn có lẽ đều đã hiểu lầm mục đích của đệ tử kỳ cung lúc đầu đệ tử kỳ cung đều là khiến cho thiên hạ loạn lạc để nổi danh mỗi khi đến một chỗ đều muốn tạo ra vô tận phiền phức cho nên lần này hắn cùng với bốn đại tông chủ khác cũng đều chỉ là đề phòng đệ tử kỳ cung sẽ xuất thủ đối với năm đại tiên môn hoặc là đối với phong ấn ma sơn mà thôi nhưng mà lần này bọn hắn đã nghĩ sai lần này đệ tử kỳ cung tới không phải là vì giải trừ phong ấn ma sơn mà là chọn truyền nhân mới cái gì mà vị bảo giả cái gì mà sơn quỷ cũng chỉ là thuộc che mắt thôi lúc ấy đối phương chỉ là mượn nhờ thời điểm sơn quỷ bay ra từ trong hồ lô gây ra đại loạn trồng ma thai vào trong cơ thể của phương quý mà thôi mà ở trong các đệ tử năm đại tiên môn vào ngay lúc đó mà nói tu vi của phương quý không phải là mạnh nhất thiên tư cũng chưa chắc được xem là cao nhất đệ tử kỳ cung tại sao lại chọn trúng hắn chứ nguyên nhân đơn giản là vì phương quý xuất ra danh tiếng lớn ở trong trận chiến kia liên tiếp đánh bại đệ tử chân truyền của bốn đại tiên môn lúc này mới bị đệ tử kỳ cung cho rằng có giá trị bồi dưỡng cho nên đã trồng ma thai vào trong cơ thể của hắn. Nói đến, chuyện này cũng có quan hệ với tiên môn. Chương 197 Dưỡng thần Bảo Đan Dù sao, thì lúc ấy phương quý cũng chỉ là nghe lệnh của mình cho nên mới ra tay. Mà đây cũng là nguyên nhân tông chủ Thái Bạch Tông muốn cứu phương quý một lần. Ngược lại, cũng không phải tất cả đều là bởi vì mạc đủ ca. Rất nhanh, liền có một hộp đựng chính viên đang dược. Ổng ánh sáng lòng lành được đưa đến trước mặt của Phương Quý Những viên đang dược này Mỗi một viên đều to bằng ngón cái Tản ra mùi thơm thấu tim gan Mùi thơm này cũng không phải là mùi thuốc phổ thông Mà là một chút giống như là sự tươi mát trong rừng rậm Chỉ cần ngửi một chút Liền có thể khiến cho người ta cảm thấy tinh thần thịnh dượng Phương Quý đã ngủ dài ngày Lúc đầu cảm giác đầu óc có một chút mơ màng Sau khi ngửi được mùi thuốc Lại lập tức có tinh thần đây là dưỡng thần bảo đan tối thiểu phải có cảnh giới trúc cơ mới có thể phục dụng được. Đệ tử cảnh giới dưỡng tức, coi như phục dụng cũng không chịu nổi. Nhưng bây giờ ta nhất định phải nhanh chóng tăng cường thành thức cho ngươi, cho nên chỉ có thể để cho ngươi ăn vào, sau đó giúp ngươi luyện hóa Tông chủ Thái Bạch Tông nghiêm túc dặn dò phương quý, vào thời điểm luyện quá, nếu cảm thấy khó chịu thì phải lập tức nói cho ta biết. Phương quý nhìn chầm chầm vào chính viên bảo đan kia, thành thật gật đầu nhẹ. Ngoại trừ tăng cường thần thức, không có tác hại nào khác chứ. Trong lòng của hắn cũng chưa yên tâm hỏi là một câu. Bây giờ, trong ngươi như thế này, còn có thể chịu đựng được tác hại nào khác? Tông chủ Thái Bạch Tông bất đắc chỉ thở dài nói, bây giờ chỉ có thể giúp ngươi tăng cường lực lượng thần hồn trước đã, rồi lại nói sao? Vậy thì ta an tâm rồi. Phương Quý ngồi ngay ngắn nói, làm thôi. Tông chủ bảo hắn cầm một viên bảo đan đặt vào trong miệng, sau đó ngưng thần ngồi xếp bằng. Sau nửa ngày, Phương Quý dần dần cảm thấy trong cơ thể của mình dường như dâng lên một chút biến hóa, có một loại lực lượng nhu hòa mà hùng hậu nào đó bay lên. Loại lực lượng này rất thịnh vượng, Phương Quý chỉ cảm thấy mình càng ngày càng có tinh thần, dường như là không ngủ trong mấy ngày mấy đêm cũng không có việc gì, hắn thậm chí còn cảm giác đầu óc của mình dùng tốt hơn rất nhiều. Lúc này, nếu như để một quyển sách ở trước mặt, hắn liền có thể ghi nhớ toàn bộ. Người chỉ cần ngồi yên, ta sẽ giúp người luyện hóa. Tông chủ Thái Bạch Tông đưa bàn tay ra, chạm lên trên đỉnh đầu của phương quý. Theo pháp lực nhu hòa mà hùng hậu tiến vào trong cơ thể, phương quý chợt thấy hỗn loạn tiến vào mộng đẹp. Chính mình dường như là đang chìm xuống trải qua mảnh thế giới hỗn độn kia một lần nữa, chìm vào bên trong đại điện. Phương Quý ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy mình đang ở bên trong đại điện. Dường như có một mảnh cam lộ dậy xuống, khiến cho mảnh thế giới mông lung này trở nên càng chân thật. Đại ca, không cần làm như vậy chứ. Đột nhiên, ở trong góc tường, truyền đến một thanh âm vô cùng đáng thương. Phương Quý chợt quay đầu, liền thấy được con quái vật đang ngồi xổm ở góc tường kia, khuôn mặt bầm tím dùng vẻ mặt đưa đám nói ta vốn là đánh không lại ngươi ngươi còn cần gì mà phải nuốt dưỡng thần bảo đan lại nói nếu như ta thật sự có thể thôn phệ ngươi cho dù ngươi có nuốt thật nhiều dưỡng thần bảo đan cũng chỉ vô dụng thôi hiện tại ta thật sự không còn loại tâm tư kia ta chỉ muốn cầu ngươi thả ta ra cả đời này ta không dám trêu chọc ngươi ngươi thế mà vẫn còn ở đây hả phương quý trầm ngâm hỏi chẳng lẽ không phải là ta đang nằm mơ? Mơ cái đầu nhà ngươi. Con quái vật kia vừa tức vừa gấp, trực tiếp nhảy dựng lên nói, đây là thức hải của ngươi, mơ cái gì mà mơ chứ? Mặc dù ta không biết ở trong thức hải của ngươi, tại sao lại có một chỗ địa phương cổ quái như thế này? Nhưng mà thứ này đích xác là do thần hồn của ngươi hiển hóa ra đấy. Phương quý chợt ngẩng đầu lên, liếc nhìn con quái vật kia hỏi, Ngươi dám mắng ta hả? Ta, ta, con quái vật kia kinh hãi vội vàng muốn chạy trốn ta không có phương quý sớm xông lên phía trước túm cổ nó trở về hầu hạ một trận đấm đá mắng to nếu không phải là mộng vậy thì ngươi hãy nói ra cho ta biết nơi này nếu là địa bàn của ta vậy thì ngươi tiến vào để làm gì hả tông chủ nói ngươi muốn thôn phệ ta có đúng không ngươi đến tột cùng là quái vật gì lại còn có mưu ma trước quỷ gì mau trả lời trung thực đi lúc này ở trong đạo điện Thái Bạch tông chủ Thái Bạch Tông cảm ứng được thần hộ của Phương quý biến quá kịch liệt không nhịn được mà thay đổi sắc mặt thở dài nặng nề nói quả nhiên không hổ là thủ đoạn của kỳ cung đã sang bằng một lớp một lớp khác lại tới cảm ứng được lực lượng dưỡng thành bảo Đan lại lập tức nổi lên tâm tư thôn phệ bây giờ bọn hắn đang đánh nhau cực kỳ kịch liệt xem ra là chính viên dưỡng thành bảo Đan cũng đều không nhất định đủ còn nói cái gì chứ? Con quái vật kia đã bị phương quý đánh cho triệt để, mất đi hứng thú phản kháng, trực tiếp bổ nhào ra trên mặt đất. Hất cái mông lên cao khóc ròng nói, ta từ lúc vừa mới bắt đầu đã giải thích rõ ràng cho ngươi rồi, ta chính là một kẻ vô tội, ta là sinh linh tiên thiên, bị kỳ cung lừa gạt mà thôi. Lúc đầu ta ngủ trong bóng tối, ở phía sau núi thật tốt, là do bọn hắn đánh thức ta lại mang ta đi ra nói là muốn tuyển chọn cho ta một ký chủ thích hợp nhất để cho ta trùng sinh làm người nhưng mà ta làm sao có thể ngờ được bọn hắn làm sao lại chọn ta một cái tên quái thai như vậy chứ ta không có thôn phệ được ngươi ai có bản lĩnh thì kẻ đó hãy tới đi hiện tại ta muốn về nhà thôi ta thật sự hoài niệm mà về cổ quan tài mà ta ngủ trước đó nhìn đối phương bị chính mình đánh cho một trận lại thành một con ốc sên phương quý ngượng ngùng thu tay lại trải qua một vài ngày đánh đập như vậy ở dưới lời khai của con quái vật này lại thêm suy đoán của mấy người tông chủ cũng khiến cho hắn dần dần hiểu rõ được sự tình xem ra chính mình hẳn là đã thật sự trúng chiêu của kỳ cung suýt nữa ném mạng nhỏ đi rồi hoặc không phải là ném mạng nhỏ đi mà là ném bản thân đi sẽ có một người khác sống trên đời thay mình chỉ có một tình huống ngoài ý muốn là cái con quái vật này không đánh lại chính mình điểm này đừng nói là đệ tử kỳ cung liền ngay cả mấy người tông chủ thái Bạch tông hẳn là cũng không nghĩ đến cho nên bọn hắn đều là từng người như lâm đại địch vội vã cuốn cuộn vô luận là giúp mình luyện hóa dưỡng thành bảo đan cũng tốt hay là nói truyền thủ cho chính mình phương pháp tu luyện thần thức cũng tốt cũng là gì tăng cường lực lượng thần hồn cho chính mình khiến cho mình sau khi chuẩn bị đầy đủ có thể đủ cái con quái vật này ra ngoài Đương nhiên là mấy người tông chủ cũng không biết bây giờ không phải là chính mình muốn trục xuất cái con quái vật này mà là nó khóc lóc muốn rời đi thôi. Sau khi trầm ngâm một phen, Phương Quý vẫn là quyết định phải thẩm vấn cái con quái vật này thật tốt. Đi ra ngoài cũng dễ giải thích với tông chủ. Thế là vừa nghĩ vừa hỏi Người đến tột cùng là cái thứ gì? Tới từ chỗ nào? Các bạn vừa nghe xong tập 26 Trọng luyện cửu thiên cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo thân ái chào tạm biệt